chào tất cả các bạn đến với channel nắng ấm của tôi nha. Hôm nay mình quay toàn cảnh thu hoạch lúa ở quê mình cho mấy bạn xem nha các bạn. Rồi đất trong đây nó hơi bị khó cắt nha, nó hơi bị lúng lầy, rồi nãy giờ mắc lầy đây nè. Rồi chiều nay thì có 3 chiếc máy nha, bên kia có 2 chiếc máy Kubota DC70 mới lấy về luôn. Nó cắt ở phía sau chiếc máy này nè mấy bạn, các bạn thấy chưa? Đó. Bên đây là có một chiếc ở phía tuốt sau cái máy cậu lúa đó, chiếc đó mới lấy về luôn, mới mua luôn. Ở đây có một chiếc cũng mới mua đó nè, đó phía sau đó, đó. Chút xíu nữa mình ra mình quay cho mấy bạn xem nè. Rồi giờ mình sẽ quay cái cảnh thu hoạch lúa ở quê mình. Rồi. Ông đó hình như ông nào vẽ hay gì vậy đó. Lẩu hả? Ghê vậy. Con ông mạnh mạnh không? Thank you.
Xe ông chết rồi. Xe ông chết rồi. Có ông nào vậy? Quất anh chết à? Em quất rồi đó.